Trước khi đặt cọc mua nhà đất, các bên cần tìm hiểu kỹ thông tin về nhà đất và quy định về đặt cọc, nhất là quy định về mức phạt cọc nếu một trong các bên từ chối giao kết thực hiện hợp đồng. Sau đây, luật Việt Nam sẽ điểm qua một số điểm cần lưu ý khi ký hợp đồng đặt cọc mua nhà đất. 1. Đặt cọc là gì? Khoản 1, điều 328 Bộ luật dân sự 2015 quy định. Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Như vậy, đặt cọc là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Đặt cọc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, phổ biến nhất là khi chuyển nhượng nhà đất. 2. Không bắt buộc phải đặt cọc khi mua nhà đất. Mặc dù đặt cọc là một biện pháp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, nhưng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không có điều khoản nào bắt buộc các bên phải đặt cọc. Đặt cọc nếu có được thực hiện trước khi các bên tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng, mua bán nhằm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Trên thực tế, quan điểm đặt cọc làm tin để không chuyển nhượng bán cho người khác. Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở phải thực hiện các bước sau. Bước 1, công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng mua bán. Bước 2, kê khai nghĩa vụ tài chính. Bước 3, đăng ký biến động, đăng ký sang tên. Trên thực tế, bước 2 và bước 3 thực hiện cùng thời điểm nếu bên nhận chuyển nhượng, bên mua thỏa thuận nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho bên chuyển nhượng, bên bán. 3. Hợp đồng đặt cọc bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực. Bộ luật dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Công chứng 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành không có điều khoản nào quy định hợp đồng đặt cọc bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực, mà chỉ quy định công chứng hợp đồng chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, để tránh tranh chấp hoặc các rủi ro khác thì các bên nên công chứng hoặc chứng thực. Trên thực tế, nhiều trường hợp vì tin tưởng nên chỉ đưa tiền đặt cọc mà không có giấy tờ ghi nhận về việc giao nhận tiền đặt cọc dẫn tới tranh chấp. 4. Mức phạt cọc nếu không mua, không bán nhà đất. Khi bên nhận đặt cọc hoặc bên đặt cọc không giao kết hoặc thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận thì sẽ bị phạt cọc. Mức phạt cọc quy định rõ tại khoản 2 điều 328 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau. Trường hợp hợp đồng được giao kết thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc. Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Như vậy, nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết thực hiện hợp đồng thì sẽ mất số tiền đặt cọc. Trong khi đó, nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết thực hiện hợp đồng thì phải trả lại tiền đặt cọc và bị phạt cọc một khoản tiền tương đương với số tiền đặt cọc. Lưu ý, các bên có thỏa thuận khác như không phạt cọc hoặc phạt cọc theo mức thấp hơn, cao hơn số tiền đặt cọc thì thực hiện theo thỏa thuận đó với điều kiện nội dung thỏa thuận không trái luật, đạo đức xã hội. 5. Không bị phạt cọc nếu chỉ có giấy biên nhận tiền. Theo quy định tại khoản 2 điều 328 Bộ luật dân sự năm 2015, khi một trong các bên từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng sẽ phải chịu phạt cọc trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, nếu bên dự định mua giao tiền cho bên có nhà, đất nhưng không thỏa thuận là đặt cọc hoặc có giấy biên nhận tiền nhưng trong giấy đó không ghi là đặt cọc thì sẽ không bị phạt cọc. Trường hợp chỉ có giấy biên nhận tiền trong đó không có từ nào là đặt cọc thì nghĩa vụ của các bên khi vi phạm sẽ khác với đặt cọc. Nếu đưa một khoản tiền mà không thỏa thuận là đặt cọc thì khi đó được coi là tiền trả trước. Về bản chất, trả trước là một khoản tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Trường hợp các bên không chuyển nhượng nhà đất thì khoản tiền đó sẽ xử lý như sau. Bên đưa tiền từ chối giao kết thực hiện hợp đồng thì khoản tiền trả trước sẽ được nhận lại và không chịu phạt, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Nếu bên nhận tiền từ chối giao kết thực hiện hợp đồng thì chỉ phải trả lại khoản tiền trả trước và không chịu phạt cọc, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, người dân cần hết sức lưu ý vấn đề này vì rất nhiều trường hợp trên thực tế muốn phạt cọc bên còn lại nhưng không có thỏa thuận đặt cọc thì không thể xử lý được. 6. Nên đặt cọc bao nhiêu? Bộ luật dân sự năm 2015 không quy định về mức tiền đặt cọc. Do vậy, các bên được quyền thỏa thuận về mức đặt cọc. Tuy nhiên, dù pháp luật không quy định nhưng để hạn chế rủi ro thì các bên có thể thỏa thuận ở mức dưới 30% giá trị của hợp đồng chuyển nhượng đối với nhà đất hoặc hợp đồng mua bán đối với nhà. Để tránh rủi ro hoặc nghĩa vụ của các bên nếu hợp đồng chuyển nhượng mua bán không được giao kết, thực hiện, thì tùy thuộc vào vị trí của từng bên, vì nếu một bên vi phạm thì bên kia sẽ được lợi. Ví dụ,
Ông B đặt cọc cho ông C là 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng nhà đất với số tiền là 500 triệu đồng. Sau khi đặt cọc xong thì ông B thấy thửa đất khác vị trí đẹp hơn, thuận tiện giao thông, buôn bán nên không muốn mua nữa mà đề nghị ông C trả lại tiền đặt cọc. Nếu ông C không đồng ý trả và tại hợp đồng đặt cọc không có thỏa thuận khác thì 500 triệu sẽ thuộc về ông C.